Vẫn là Aptamil nha cả nhà. Nhưng trong video ngày hôm nay, hãy cùng mẹ Quỳnh so sánh giữa Aptamil của nhà New Zealand và Aptamil của Úc. Xem dòng sữa nào là một trong những dòng sữa chân ái được các mẹ điểm nào. Và đây là hai dòng sữa mà đang được các mẹ tìm hiểu nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Và đặc biệt là một trong những dòng sữa chân ái được hỗ trợ phát triển toàn diện cho các con nhà mình. Thì chúng ta cùng tìm hiểu về vẻ bên ngoài của nó một xíu nhé. Với Aptamil của nhà New Zealand thì nó sẽ có cái màu xanh là gam màu chủ đạo. Aptamil của Úc thì nó sẽ là dòng sữa có màu bạc là chủ đạo. Thì cả hai em này đều là rất là xinh xỉu luôn nên cả nhà ơi, bạn nào cũng rất là tinh tế, đời đặn sang trọng và bắt mắt. Cái đầu tiên chúng ta tìm thấy cái sự giống nhau của hai em sữa này nha cả nhà nhá. Cả hai em sữa này đều được sản xuất tại nhà máy Danone Nutricare của tại New Zealand và cả hai bạn này đều được cấp bằng sáng chế của châu Âu do tập đoàn dinh dưỡng Danone nghiên cứu. Cùng với đó là được đầu tư và kết hợp thêm cho em bé như mình đến công thức và độc quyền về symbiotic. Với cái công thức độc quyền về symbiotic này thì nó giúp em bé như mình tăng cường đề kháng, ngăn ngừa tình trạng ủ vặt của con. Công thức của sữa Aptamil New Zealand và Aptamil của Úc thì đều được bổ sung rất là nhiều chủng lợi khuẩn cho em bé nhà mình, đặc biệt là có prebiotic và probiotic và giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho em bé nhà mình, cũng như giúp cho em bé nhà mình dễ tiêu hóa hơn và tăng cường đề kháng hệ tiêu hóa cho con, tránh cái tình trạng mà em bé nhà mình hay bị đầy hơi này, khó tiêu này, hay là những cái vấn đề về kích thích vị giác của con nhà mình, để giúp em bé nhà mình ăn ngon miệng hơn. Ngoài ra nó còn giúp em bé nhà mình cải thiện được cả vấn đề biếng ăn nữa. Ngoài và đồng thời trong cái em hai, cả hai em này đều hỗ trợ phát triển về xương răng cho con, giúp em bé nhà mình cứng cáp, xương khớp chắc khỏe và phát triển chiều cao một cách tối ưu. Cả này nó có hỗ trợ cho em bé nhìn về vấn đề phát triển trí não. Cả hai em này đều đang đứng như thế này về cái vấn đề phát triển trí não cho em bé nhà mình. Đó dạng với hàm lượng DHA cao thì nó hỗ trợ em bé mình thông minh, lanh lợi, hoạt bát, tập trung và ghi nhớ tốt. Ngoài ra nó còn bổ sung thêm thành phần EPA để cải thiện thị lực cho con, giúp em bé nhà mình về cái vấn đề đó là ngăn ngừa tình trạng cận thị hay loạn thị của em bé nhà mình, giúp em bé nhà mình có một đôi mắt sáng tinh anh. Và cả hai bạn này đều không có chứa gluten hay là dòng protein có gây cho em bé nhà mình cái chứng khó tiêu của con, với thành phần giữa sắt và canxi, đặc biệt là đầy đủ các dưỡng chất cho em bé nhà mình để hỗ trợ phát triển toàn diện cho con nhà mình luôn. Thì cả hai bạn sữa này trên thị trường đang là một trong những cái tiêu điểm để các mẹ có thể lựa chọn cho em bé nhà mình luôn nhá. Với Aptamil của nhà New Zealand và Aptamil của Úc nó sẽ có một số điểm khác nhau, thì hãy cùng mẹ Quỳnh đi tìm hiểu nó nhá. Aptamil của nhà New Zealand thì nó sẽ là một trong dòng sữa cho em bé nhà mình ở đây là nó có tỷ lệ đạm whey và đạm casein là tỷ lệ 64, đặc biệt bạn này nó có cho em bé nhà mình là 64 kcal trên 100 ml sữa, kết hợp thêm là 3.5 gram chất béo để hỗ trợ em bé mình vấn đề tăng kg cho con. Ngoài ra nó còn cung cấp thêm cho em bé mình là 22 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu và để hỗ trợ phát triển toàn diện cho em bé nhà mình. Và nó mang trong mình đó là cái công thức symbiotic với cái sự kết hợp giữa chất xơ gồm OS và FOS theo tỷ lệ 91. Nó còn bổ sung thêm chủng lợi khuẩn M16V, cung cấp cho em bé mình 400 tỷ lợi khuẩn và giúp em bé nhà mình cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp tăng cường đề kháng hệ tiêu hóa. Và bạn này nó có chứng minh lâm sàng về vấn đề tăng cường đề kháng cho con mình sau 3 ngày sử dụng. Đặc biệt với bạn sữa này, nó là một trong dòng sữa mát dành cho những bé sinh mổ và bé sinh thường đều sử dụng được cho con. Và nếu như vậy thì cái em Apple nó cũng không hề thua kém nha cả nhà ơi. Với bạn Apple này trong 100 ml Apple nó cung cấp cho em bé mình là 66 kcal và 3.5 gram chất béo và nó vẫn mang trong mình cái tỷ lệ whey và casein là tỷ lệ 64 với 20 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu để giúp em bé nhà mình phát triển một cách tối ưu cho con, đặc biệt là hàm lượng vitamin C và vitamin D cao gấp 7 lần so với dòng sữa thông thường khác trên thị trường. Ngoài ra nó còn cung cấp thêm cho em bé nhà mình ở đây là một trong những cái dòng sữa phấn bổ sung cho em bé nhà mình thêm symbiotic để hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường đề kháng hệ tiêu hóa cho con. Cái tiếp theo mà các mẹ nào cũng đang rất là quan tâm với Aptamil đó là hỗ trợ phát triển về trí não cho con. Thì chúng ta nói tới Aptamil thì chúng ta sẽ nói tới là sự phát triển về trí não vượt trội cho em bé cho mình. Đơn giản thì với Aptamil của Úc nó sẽ cung cấp cho em bé nhà mình ở đây là 23 mg A trên 100 ml sữa. Nó sẽ cung cấp cho em bé mình một cái hàm lượng A nó cao, cực cao để giúp em bé mình thông minh, lanh lợi, hoạt bát, nuôi dưỡng phát triển trí não cho con và cải thiện thị lực cho bé. Nhưng mà với Aptamil của New Zealand thì cũng không hề kém cạnh. Nó có cung cấp cho em bé mình là 14 mg DHA. Tuy nhiên hàm lượng A của nó thấp hơn với Apple một xíu thôi. Nhưng mà nó lại bù lại thì nó lại cung cấp cho em bé mình ở đây là omega 3, omega 6, omega 9 để hỗ trợ phát triển về trí não của em bé nhà mình, giúp nuôi dưỡng và phát triển trí não cho con, giúp con để mình thông minh, lanh lợi, hoạt bát, tập trung và ghi nhớ tốt hơn. Với công dụng của hai dòng sữa này nó sẽ có những cái điểm khác biệt nên cả
Với Aptamil của nhà New Zealand thì nó sẽ là dòng sữa chuyên dụng dành cho cả bé sinh một và bé sinh thường, đặc biệt là để khôi phục hệ vi sinh đường ruột cho con và tăng cường đề kháng hệ tiêu hóa cho bé, giảm những cái triệu chứng về dị ứng này. Đặc biệt nó giúp em bé nhà mình phát triển một cách tối ưu về chiều cao và tăng cường phát triển trí não cho con. Ngoài ra thì bạn này nó có hỗ trợ cho em bé mình về chắc khỏe xương khớp nữa. Nha cả nhà nhá, với Aptamil của nhà New Zealand thì nó sẽ có cái vị ngọt thanh từ sữa và nó không có chứa chất tạo màu, tạo mùi hay đặc biệt nó không có chất bảo quản và nó sử dụng dòng đường mà tự nhiên ở trong em sữa này luôn. Vậy nên là vị của nó sẽ là cái vị nhạt thanh dễ dùng dành cho con. Còn với Aptamil của Úc thì nó sẽ là dòng sữa phù hợp hơn với những em bé nhà mình đang biếng ăn, biếng ti, chậm tăng kg và muốn hỗ trợ em bé mình ăn ngon miệng hơn. Với những bé suy dinh dưỡng muốn hỗ trợ em bé mình tăng kg nhanh cho con. Với Úc thì nó sẽ là dòng sữa có dầu magie để thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể của em bé nhà mình. Đó là một trong dòng sữa hỗ trợ phát triển toàn diện cho em bé nhà mình về vấn đề phát triển về trí não này, về thị lực này, về tăng kg này. Và Aptamil của Úc thì nó sẽ có cái vị nhạt và hơi tanh hơn một xíu. Nha cả nhà nhá, nhạt và nó sẽ có cái vị tanh nhẹ. Về cách pha thì hai ngày nó sẽ khác nhau nha cả nhà ơi. Với Aptamil của nhà New Zealand thì chúng ta sẽ pha với nhiệt độ là 40 độ C cho em, một muỗng gạt ngang với 50 ml nước ở nhiệt độ 40 độ C cho em. Còn với Aptamil của Úc thì chúng ta pha một muỗng gạt ngang với 5 ml nước ở nhiệt độ là 40 đến 50 độ C cho em nhá. So sánh về giá thành của nó luôn nhá. Với Aptamil của nhà New Zealand thì giá thành của nó sẽ êm hơn Úc rất là nhiều. Nên nếu như mà mẹ nó đang sử dụng áp úc cho em bé nhà mình trong cái thời gian gần đây thì chúng ta thường thấy là cái lon số 1 và lon số 2 nó nhanh nhất hàng, thì các mẹ có thể lựa cho con thì mình cái dòng Aptamil của nhà New Zealand luôn nhá. Nên các mẹ có thể cân nhắc để sử dụng cho em bé nhà mình nha.